thứ hai cho son sang zoom. Cả cái gì nữa? Cho son sang zoom man và Yamato. Khá giống CEO đầu tiên, nhưng mà trận đấu thứ hai của CEO đầu tiên đội bạn cũng có một sang. Đây là ekip của game thủ Chip Boy. Màn hình máy của chim sẻ cầm Yuan. Không được khóc cầm AC. Và lô 1 vâng, bên mình 2 gip, 1 min, 1 AC. Vâng, bài lô 1 đánh cùng được, chim sẻ dâng ở lên đây cũng được. Bài lô 1 nhìn xung quanh nhà rất nhiều rừng, tương đối kín. Bài lô 1 đã đủ đồ luôn. Một bài đánh cung Bắc Minh đấy. Trở lại với không được khóc người cầm AC. Em có một bầy hiếu 4 con về. Vâng, Chip Boy. Chip Boy thì đang có đôi voi, 3 voi. Trong khi đó chim sẻ tham lai là 21. Lượng đồ ăn cũng đang khá đầy rồi. Mình đang cố gắng đá bầy hiêu đi đâu đây? Bãi vàng sao? Màn hình máy của Khóc vâng, cũng có quả phụ. Bài C này là bài cũng khá mắc bình. Về thế trở lại với lô 1 nào. Kín nhà chưa? Thế nhà của lô 1 rất đẹp, nhưng đây là cánh rừng nó hơi mỏng. Rất cẩn thận. Trở lại với Chip Boy là màu 3 đi dâng L Zoman của game thủ Vlup. Đi ngang qua nhà chính của game thủ Chip Boy rồi. Sẽ là một chiếc BL ngay trong này thôi. Quanh quanh đâu đây chỗ này thôi.
ngay lập tức đi tìm con nông dân đi dâng của game thủ về lớp. Thấy chưa? Có lẽ khu vực bãi đá. Đây rồi. Đóng được 2L đến từ game thủ về lớp. Đúng là Roman. Nhà nó rẻ. Liệu rằng một nhà BP ở đây cũng khiến cho bên lớp phế hai nhà L này không? Khiến cho bên lớp phải chuyển, buộc phải chuyển sóng đơn. Hai L giữa hai nhà nhớ không nhá. Không tìm thấy hai con dân của game thủ với lớp đâu cả. Chúng dân là rất khéo các bạn có thể thấy. Vâng, một pha về rất nhanh đến từ game thủ chip boy. Giữ được bãi gỗ. Phù thôi. Hai chém cánh bên này, đó là cho Son và Roman. Còn cánh của bên phía của lô 1 và chim sẻ thì là Seng và Yamato. Seng nhà cánh của lô 1, chim sẻ cho Son Zoom là cánh bên này. Vâng, màu 1 cũng phay vào đây luôn. Nhưng chị Boy đang có con lạc đà thủ. Khả năng màu 1 nó trông chênh ngay trước cửa nhà em thôi đấy. Màu 3 là ở trong cánh, chưa bánh xe. Màu 3 bay bãi vàng. Ăn được bãi vàng của game thủ Vlub rồi. Như vậy không được khóc, không biết là em có bị sao không. 24. Vâng, bị chém vào bởi game thủ màu 3. Màn hình máy chim sẻ 19 bị màu 4 chém thẳng vào trong từ đầu, ngay từ đầu. Và Seng cũng đang có mặt ở đây. Bên phía mặt trận nhà màu 4, màu 4 đầu cánh game thủ Quýt, người cầm Yamato. Lô 1 là 44, cần phải sóc đều cung ra khi đối đầu với Seng. Chất lượng cùng với Egypt là hơn hẳn. Chip Boy là 28. Là một mình cân lại nhà thờ. Vâng, cân được nhà cho Son của game thủ Hoàng Mai Nhi và cả mùa 3 bên lớp luôn. Đang ăn được tương đối nhiều dân của bên lớp. Kín nhà rồi, tùy thích đẩy thì đẩy. Seng cũng tạt luôn sang chip boy. Khóc là 38, lên giáp cho cùng R rồi. Tăng A ra mà đi châu quân lên. Hở rừng. Đẩy được khoảng 5 đến 10 cung đi bắn fit hết mấy thằng chém bên kia đi thì tốt. Cung R ở trong nhà thì thủ thoải mái không sợ. Bên kia không có quá đông chém nhưng ở gần đây có một tân cung màu 2. Cần cẩn thận. Chim sẻ là 20. Lô 1 tham lai 64. Đang bò bế rất nhiều lớp. Phay luôn. Phía đằng sau có cung giờ xem. Tăng A điên cuồng. Khóc đẩy quân dần đi em ơi.
Đẩy đây sang bắn bắn fit đây, mấy anh chém ngồi tạt mùa 2 đi. Nó một tăng A lên nhá, đánh châu châu quân trước. Đợn khóc nó tạt. Đợn khóc nó tạt là tươi đấy, cố thủ chọc châu quân vào một thủ đi đã. Vâng, màu bà còn đang tạt sang đây trước cơ. Thủ được, thủ thoải mái. Khóc em phải đẩy thật nhanh vào. Đẩy thẳng tầng 2 cũng được. Sang tới nơi chưa? Rồi chạy vào cứu luôn. Khóc cứu là cứu tới nơi rồi đấy, là cứu được đấy. Nó một cơ cấu lại cái hốc đằng sau nhà được. Vậy kín cái mặt đấy, không kịp rồi. Vào nhà bắt cung mùa 2 đi. Vào trong nhà. Nó một giữ dân cẩn thận một chút. Màn hình máy của game thủ chim sẻ thấy bảo vừa ăn được khoanh ruộng mùa 2. Mùa 2 là xi măng. Chip boy 20 vẫn chơi chết mùa 1 rồi. Chỉ cần giữ được nhà cho lô 1 thôi là thắng luôn rồi. Bên mình vẫn còn một chủ lực nữa, đó là nhà màu 7 cơ. Tham lai 91 đến từ game thủ khóc. Đấy, chạy xuống 6 giờ bắt hết cung rồi đây. Đây, đang bắn ở trong nhà đây. Ông nào đấy? Làm bơm hơn nghìn đô rằng. Tớt lại ốp là chết luôn cả màu 2 luôn rồi. Còn con nào cũng là 1 ơi. Rồi đi ra được rồi đấy. Ôi vãi trưởng, dưới lên mép này hở từ đầu à? Vãi trưởng. Đi hết quân ra đi em ơi, đi đường A ấy, đường cũ. Không được khóc là 101. Tăng A sóc châu quân vào. Dồn đời 3, không đánh đời 4. Đế đạo quân đi ngang qua nhà mùa 4 kìa em ơi. Rồi lở một tơn ra là lại thủ được nhà thôi. Không vấn đề gì. Ở nhà sóc quân khỏe vào. Bắt mấy con chém 1-1 đi đỡ mất tay kìa.
Ôm mặt đằng sau em ơi, đằng sau đấy, đi vòng vòng hẳn lên trên. Đấy. Vòng hẳn mặt trên đấy, đấy mặt đấy mà ôm. Vẩy e ruộng, vẩy e ruộng. Vẩy e ruộng. Rồi, thế là kín rồi, bắt hết chém 1-1 đi. Không sợ tôi này. Lấy chờ sẵn 1-2 cho anh, đỡ mất tay. Chị boy vào đi em ơi, ốp tên này màu 2 luôn đi. Vâng, cung AC mà. Chơi đây, chơi đây, chơi thoải mái tên này đây. Dồn tiếp quân lên, 1-1 là hết, hết quân rồi. Dồn một kích nữa lên. Thằng 4 nó chạy sang à? Chạy chạy lùi đã này đúng rồi. Thừa thừa thực thì bơm cho 1. Bên kia màu 3 vẫn đang còn tham. Cái kích đang chạy đánh thẳng sang nhà màu 3 luôn em nhá. Cái kích mà đang bị 4 nó đuổi ấy. Đấy, quay lại nhà màu 3 một tên. Đấy, chạy quản lại màu 3 một tên xem nó có hồi không. Màu 3 vẫn đang còn tham. Đây rồi, Hoàng Mai Nhi cũng đang hồi khu vực giữa bản đồ. Chị Boy và Không Được Khóc đang chơi vào tên này. Em cứ thật trâu quân ra. 1-1 nó lại chạy nhà rồi nhá. Tham lại đè lên rất mạnh đấy, 1-2 liều tiều thôi, bé tí cũng sợ. Giữ dân. Sát mép phía 12 giờ. Sát mép 12 giờ. Ui dồi ôi, tiếp quá. Đấy, 1 nó chết hẳn rồi đấy. Fit luôn rồi đấy. Chị Boy tìm 3 không? Nó hồi nhà chính á. Đây cái cục gì đấy? Ai lên xong 4. Ốp luôn, ốp luôn, ốp luôn. Đấy, mang hai kích để lên ốp đó. Dừng tên này kích 4. Đúng rồi, hai kích này vẫn đẩy nó. Nó sẽ đánh hot. Mấy con cung ở nhà ra bắn rồi, rồi bắn hết mấy cái lờ đấy đi.
Không, như vậy là thẳng đạp đôi đến từ màu hai game thủ xi măng. Đồng đội cần phải hồi nữa đấy mới thắng được đấy. Vâng, chim sẻ đang hồi lên cung A. Đúng rồi, chạy đi, chạy đi. Sang bao nhiêu dân nhỉ? Cân, tham vẫn đang cân. Bên mình hồi đi là được. Cố gắng hồi đi. Hồi sát mép hướng 12 giờ. Sát mép nhà khóc hướng 12 giờ. Đấy, trên này có mấy cánh rừng đấy. Đi vào kê tốt rồi nhá. Không sợ đâu. Đạp mấy con đạp lẻ đấy cũng không sợ. Lùi tiếp ngừa lại. Em phải đẩy được lưỡi nhá, chứ không phải ở nhà không đâu. Chúng ta xem là nhiều dân. Xem bên đó thằng nào hồi dân. Thằng Roman hồi, Roman đang hồi dân. Thằng ba đang hồi dân đấy. Chú ý thủ nhà tên này em ơi. Tôi đang thủ nhà kệ ở ngoài kệ đi. Tôi cố gắng gì ở quân ở nhà đi. Khó trận mà có lẽ khả năng của con góc cũng chỉ đến vậy thôi, không hơn được.
Hơi tiếc là nhà của lô 1 lại bay. Tôi đấy là chính hơi sai đấy, cho chim lợn cho khóc đẩy mùa 2 là hơi sai. Đáng nhẽ phải di chết hẳn mùa 4 xong mới đẩy mùa 2. Tụ quân đứng ở luôn bên nhà mùa 4 thì hay hơn. Để mùa 4 khỏe. Tỷ số là một đều trên đầu thứ 2.